Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Ánh Sáng Hoàng Long. Đây là đèn chiếu follow 230W các bác nhé. Thì em sẽ quay qua một vòng để cho các bác cùng xem. Đây là phía sau của nó. Đây là cái phần gobo này. Phần gobo. Đấy. Phần gobo. Đó. Rồi. Đó, từ. Cái phần này là phần zoom này. Con đèn này có 3 chế độ zoom các bác nhé. 3 chế độ zoom. Đây là số 1 này. 1 chế độ zoom này. 2 chế độ zoom này. 3 chế độ zoom này. Đó, thì con này có 3 chế độ zoom, 1, 2 và 3. Đó. Cái này là cần shutter, có nghĩa là tắt mở. Đây, tắt mở. Đây là 4 màu nhá, 4 màu cơ bản. Để em bỏ cái logo đi cho nó dễ nhìn. Đầu tiên là màu trắng này, màu trắng nguyên bản này. Tiếp theo là màu đỏ này. Màu vàng này. Màu xanh lá này. Màu xanh dương này. Đó, nó có 4 màu thôi, 4 màu cơ bản này các bác nhá. Và ba cái phần zoom. Zoom tạo nét này, tùy từng thấu kính. Cái này là đóng mở tắt đèn nhá. Cái focus đó là có nghĩa là cái chế độ zoom này thì mình có thể thụt ra thụt vào được các bác nhá. Cả cái này, hai cái này. Cái phía đằng sau thì là được tinh chỉnh thôi. Đây là mặt đằng trước của nó này. Mặt đằng trước này. Đây là bên hông này. Con này thì là 230W nha các bác nhá. Nó dùng bằng bóng Oram. Có kích, có nguồn ở bên trong. Đó. Thì đi kèm theo nó sẽ là một cái tủ như thế này. Một cái tủ đựng vừa luôn một cái đèn này nha các bác nhá. Cái tủ này thì nó cũng có tay sách này, cũng có khóa bướm này, cũng có bánh xe, đầy đủ hết. Đó. Đấy, đi kèm chỉ có những cái thứ đấy thôi, một cái tủ thôi. Đó. Thì cái phần dưới này sẽ có cái phần gọi là phần gật gù. Gật gù để chỉnh góc nhá. Đây. Mình có thể chỉnh góc như thế này, lên xuống. Cái này chỉ phù hợp cho đám cưới với sự kiện vừa và nhỏ thôi các bác nhá. Bởi vì nó chỉ có 230W thôi. Nếu các bác chơi sự kiện lớn to hơn ấy, thì phải dùng cái loại đỉnh cao hơn. Ít nhất là phải 350W, không thì 450, 570 hoặc 700, 1000W gì đấy bằng LED. Đó. Còn đám cưới dùng cái này ok nhá. Không là nhiều bác là kỳ vọng quá lại tưởng là follow nó giống các sự kiện lớn về dọi lại lên lại không thấy cái gì thì lại về mua cái sản phẩm xong lại phát chán đi được thì thôi mệt. Đó, đây các bác nhìn này, em cho tối màn hình xuống nha để cho các bác dễ nhìn nhá. Đấy, đổi màu lại một lần nữa nhá, màu đỏ này, đang màu đỏ đấy nhưng mà đây màu vàng này. Đó, xanh lá, xanh dương. Rồi đấy, loanh quanh cái con đèn này nó chỉ có công dụng là follow thôi, chỉ có đơn giản như vậy thôi. Và đi kèm là một cái tủ như này nhá. Rồi nếu các bác nào đang quan tâm các cái dòng sản phẩm đèn follow công suất bé cho đến lớn thì có thể liên hệ bên Ánh Sáng Hoàng Long bên em nhé. Bên em có đủ mã đấy, đủ mã các loại đắt tiền, cái loại 2 mấy 3 mấy 4 mấy triệu cũng có nha các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này và hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Bye bye các bác nhé. Bye bye.